Chào mọi người nha. Hiện tại mọi người đang thấy trên bàn làm việc của mình đang có những sản phẩm, rất là nhiều những sản phẩm vang số của Shiso. Những cái sản phẩm ở đây thì cũng có thể nói là có sản phẩm của anh em người dùng, còn đa phần là của anh em thợ. Đó thì bên mình mới có nhiều để xử lý như vậy mà. Thì nhìn chung là về những cái sản phẩm của Shiso thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ thường sinh ra những cái lỗi như sau. Thứ nhất là mặc các báo lỗi Aeros 9 này, Aeros 18, Aeros 21 này. Đó là các báo lỗi về phần mềm mà thường gặp. Thứ hai là các lỗi về tín hiệu, có thể là bị sôi ù rè hoặc là bị mất tiếng. Mất tiếng ở đây thì sẽ có nhiều nguyên nhân, có thể là cột đèn mặt trước này sẽ vẫn báo tín hiệu nhấp nháy nhưng mà đầu ra không có tiếng, hoặc là cột đèn không báo tín hiệu nhấp nháy và đầu ra cũng không có tiếng. Đó là về các cái lỗi tín hiệu. Còn các mã lỗi thì mình nói rồi, là đặc trưng đó là sẽ là cái mã lỗi 09. Trên Shiso thì đặc trưng là các cái mã lỗi mà khi báo, nếu mà báo mã lỗi thì hầu hết là sẽ báo lỗi 09. Còn những các mã lỗi khác thì đại đa phần là do lỗi người dùng thôi mọi người nhé. Đó. Thì cũng có thể nói là đến cái thời điểm hiện tại thì về công nghệ của các cái dòng model của Shiso, hàng bãi hàng mới thì mình nắm bắt nó rất là đầy đủ rồi. Đó nên là có thể hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt đối với những sản phẩm của Shiso. Đó. Cũng như là những cái sản phẩm của DB mà chạy main mạch và cái phần mềm nó của Shiso ấy mọi người nhá. Còn hiện nay là trên thị trường đối với DBS cao tích thì bên công ty đó thì mình nói nó sẽ hơi lan man một tí, là hiện nay là cái dòng DB của hãng DBS cao tích thì hãng đó thì họ đặt hàng của rất là nhiều công ty bên Trung Quốc đó, nên là chúng ta thấy DB nó rất là phong phú về những cái mã sản phẩm ruột gan và cái phần mềm đó. Những cái sản phẩm nào của DB mà chúng ta nhìn thấy có thiết kế dạng như của Shiso, ruột gan dạng như Shiso và đặc biệt là cái phần mềm của Shiso thì đó là đặt hàng bên Chipart mọi người nhé. Còn sẽ có một số đời như ví dụ là DB S690 chẳng hạn, ví dụ như cái đời đó thì hãng sẽ đặt bên Vina chẳng hạn. Đó. Thì nhờ bao quát lại là về công nghệ của những cái dòng vang số đời cao hiện nay trên thị trường thì đơn vị mình đã nắm bắt nó rất là đầy đủ rồi. Đó nên là sẽ hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt đối với những cái dòng vang số. Đó. Sẽ khái quát luôn, bao quát về tất cả những dòng vang số của mọi người nhé. Đó. Mọi chi tiết thắc mắc nhu cầu đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0868 59964 để được tư vấn. Đó, các cái dòng sản phẩm từ X3, 5, 6, 8, 10, 12, AAP, Shiso, DB, CBS Scoutic như D4, D6, D4 Pro, vân vân, và những cái dòng sản phẩm vang số bãi khác đó thì mọi người có nhu cầu mà xử lý các cái dòng như pin mình vừa nói đó có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên để được tư vấn mọi người nhé. Đó, và cái số điện thoại đó thì sẽ là số liên lạc chính của bên mình đó, không có số điện thoại nào khác mọi người nhé. Đó, mọi người chú ý đó. Thì ở đây thì mọi người thấy là cũng có những sản phẩm là hiện tại là đã xử lý ok, đã check cho đây. Đó, có những sản phẩm thì đang chờ xử lý. Đây, ok. Đấy, đang báo cái mã lỗi là Aeros 9. Đó. Còn sản phẩm dưới này thì cũng bị Aeros 9 mọi người nhá. Cả ba sản phẩm 1050 này khi mình nhận về thì đều bị mã chung mã lỗi là Aeros 9. À, có một sản phẩm dưới này thì lỗi tín hiệu. Lỗi mất tiếng, còn hai sản phẩm này Aeros 9 hiện tại đã cứu xong một sản phẩm này thì mình quay trồng lên đây để quay video thôi. Đó, Shiso ở đây thì có sản phẩm là không nhận phần mềm T3 này, hoặc là VF360 lỗi không nhận phần mềm này. Đó, còn cũng có một sản phẩm bị 09. Sản phẩm này thì lỗi màn này, để thay màn rồi. Đó. Thì tất tật về công nghệ phần mềm cũng như là các cái link phụ kiện của những cái dòng của Shiso thì đơn vị mình hoàn toàn có đầy đủ mọi người nhá. Đó nên là mọi người có nhu cầu đó mà xử lý sửa chữa các cái sản phẩm của Shiso. Đặc biệt Shiso mình nói trong video này nha, thì có thể liên hệ trực tiếp theo số thoại là 0868 59964 đó. Thì mọi người những ai mà chưa bấm đăng ký kênh đó, yêu quý kênh chưa bấm đăng ký kênh đó thì đừng quên bấm đăng ký kênh mọi người nhé, và kích vào cái nút hình quả chuông thông báo ở góc phải dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải cập nhật lên hàng ngày đó. Và ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm những cái video về giới thiệu sửa các cái dòng sản phẩm khác đó đang có trên kênh hiện nay. Đó, đã rất nhiều video rồi mọi người nhé, về rất rất nhiều những cái dòng vang số rồi mình đã cập nhật về sửa chữa rồi.
đó thì mọi người có thể tham khảo thêm. Cảm ơn mọi người đã xem video.